đồng ý làm vợ anh nhá. Và làm mẹ của các con anh nhá. Em đồng ý nhá. Ôi chết rồi. Anh mua nhẫn mà anh đấy không đưa anh rồi. Chết rồi. Chết rồi. Đợi anh chút. Không có nhẫn thì bây giờ cầu hôn kiểu gì anh? Ôi. Alo anh à. Sao em mua nhẫn anh quên không để nhẫn cho em à? Thế bây giờ em cầu hôn kiểu gì? Thật sự thế thì anh chuyển hộ em nhẫn ở đường hàng không rồi nhá, vợ đợi anh chút nhá. Dạ dạ. Ô thật sự toang rồi.